Nếu như tôi không đáp ứng yêu cầu của cậu, thì cậu sẽ làm gì tôi? Làm gì à? Tôi sẽ đem tất cả những bằng chứng mà tôi có được vạch mặt cậu trước mặt các cổ đông kìa. Còn hơn nữa, tôi sẽ báo công an. Cậu nghĩ mình sẽ thoát à? Xin lỗi cậu, tôi không phải là trẻ con lên năm. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ chết mà, nhưng ít ra tôi phải kéo theo cậu. Cậu nên nhớ, tôi là chán sạch, còn cậu là chán kiểu. Coi ai mất nhiều hơn ai. Tôi đã tin lầm cậu. Cho cậu một vị trí xứng đáng, một cuộc sống tốt hơn mong đợi. Nhưng bây giờ cậu dám phản tôi à? Cậu nghĩ như vậy là tốt à? Cậu nghĩ cậu có thể qua mặt tất cả mọi người hay sao? Tôi và tất cả mọi người ở bên cạnh cậu đều là những con chó thí, phục vụ cơ đồ bá chủ của cậu mà thôi. Ngay cả một đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia kìa, nó có tội tình gì khi sinh ra bởi tội lỗi của những người lớn? Cậu tưởng cậu nuôi nó vì yêu thương nó hả? Thằng Thiên, nó làm tất cả mọi chuyện với sự chỉ đạo của cậu. Nhưng tôi tin chắc một điều, nếu như có chuyện gì xảy ra, chính nó là người đưa lưng ra đỡ cho cậu đó. Cậu biết gì về Thành Thiên mà nói như vậy? Tôi cho cậu biết, tôi biết nhiều hơn cậu tưởng đó. Cậu đừng có nghĩ cậu có thể che đậy sự nham hiểm của mình lâu như vậy mà không ai biết được sao? Cậu đang trả thù đời, trả thù vợ, ngay cả trả thù thằng bạn thân của mình kìa. Im đi, câm miệng lại, tôi sẽ giết cậu nếu cậu nói thêm một câu nữa. Xuống lại. Tôi cáo cậu việc đôi vợ đánh vào mặt tôi, nghe chưa? Mẹ, mẹ làm sao mà giật mình như bị điện giật vậy? Con dậy rồi hả? Cô Tuyết dậy chưa? Dạ chưa, cô Tuyết vẫn ngủ ngon ở trên nhà kìa. Mẹ, có chuyện gì mà con thấy mẹ lo lắng vậy? Mẹ không biết tại sao mẹ thấy lòng nóng như lửa đốt vậy. Mẹ không biết có chuyện gì xảy ra với ba con hay là anh hai con không nữa. Mẹ, sao mẹ lại tự nhiên đi hù mình? Anh hai với ba con vẫn đi làm như mọi ngày mà, sao mẹ lại lo vậy? Cô Duyên mới vừa gọi cho mẹ, cô ấy lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với chú Mạnh và ba con. Hai người cãi nhau hả mẹ? Mẹ không biết, nhưng mà mẹ không dám gọi cho ba con. Vậy để con gọi cho, có gì đâu mà mẹ phải ngại. Để con xem ba và anh hai con ở đâu, mẹ chờ con chút nha. Ra đây. Cầm lấy tiền và lập tức biến khỏi thành phố này. Nếu cô còn dám ở lại đây, cô sẽ chết dưới tay tôi. Cầm lấy. Cô có nghe tôi không?
Nếu cô dám nói chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ truy sát cô tới cùng. Nghe chưa? Đi đi. Và coi như cô không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Đi. Con bình tĩnh nghe bà nói đây. Chuyện này là bất đắc dĩ. Bà không cố tình hại chết chú ấy. Bây giờ con cùng ba giải quyết vụ này. Ba muốn con làm chuyện gì? Ba muốn con thay ba nhận tội giết người. Không gọi được cho ba hả con? Có đổ chuông, nhưng sao ba lại không nghe máy ta? Để mẹ gọi cho anh hai. Tại sao cả hai đều không nghe máy vậy? Có chuyện gì xảy ra với hai cha con rồi? Mẹ ngồi đi. Con nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc ba với anh hai đang họp đó. Hôm nay là chủ nhật mà họp hành cái gì? Con là người thừa kế sự nghiệp của ba. Trong giai đoạn khó khăn này, ba cần phải có mặt thì mới trụ vững được. Nếu con nhận tội ngộ sát, lỡ tay phòng vệ mà gây ra cái chết, ba ở ngoài sẽ chạy án cho con. Chỉ vài năm là con ra thôi. Ba làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của anh em con. Sự nghiệp của ông nội và ba gây dựng bao nhiêu tâm huyết không thể sụp đổ được. Con lại chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao con có thể chèo chống đưa ngân hàng vượt qua khó khăn này? Nhưng mà con đừng nói gì hết. Là thằng đàn ông, con phải biết hy sinh cho gia đình, cho đại nghiệp. Con đâu có muốn mẹ và em gái con ra đường sống, đúng không? Con đâu nỡ thấy MT Bank sụp đổ và kéo theo các công ty con khác. Lúc đó con ở ngoài này, con cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Con cứ khai hai người uống rượu rồi xô xát xảy ra, con chỉ vì tự vệ mà đẩy ngã ông ấy, dẫn tới cái chết không mong muốn. Con, ba sẽ lo liệu mọi chuyện. Con yên tâm đi, con phải tin ba. Thank you.
Anh mặc cái áo vô đi, anh ra nói chuyện với mẹ để cho mẹ yên tâm. Em chẳng hiểu tại sao mẹ cứ sốt ruột từ trưa đến giờ. Anh biết rồi. Mà sao tự nhiên mẹ lại nhát mình như vậy chứ? Anh thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà. Lúc anh đi á, ba và anh hai còn lại chơi thêm vài gián nữa. Em cũng không biết nữa. Em thấy mẹ lo lắng kỳ lạ lắm. Mẹ, sao mẹ lo lắng bâng quơ vậy? Con vừa từ chỗ anh hai và ba về, mọi chuyện vẫn tốt mà. Đại, mẹ không biết sao nữa. Tim của mẹ cứ đập mạnh, lòng nóng như là lửa đốt. Có thật là giữa ba con và anh hai không có chuyện gì không Đại? Dạ không có chuyện gì. Ba bàn công việc với khách, rồi gọi hai anh em con tới, cũng chỉ là giao công việc thôi. Còn có thấy anh hai làm gì vật lòng ba không? Hay là thời gian gần đây bà con có quở trách về anh hai con không hả? Dạ con thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà. Tại vì hệ thống ngân hàng và các công ty con có chút trục trặc. Nhưng mà dưới sự điều hành của ba thì tụi con thực hiện theo kế hoạch, nên mọi chuyện vẫn ổn mà. Dạ thưa ba, mới về. Anh mới về. Cứ đánh nhau đi, cứ loạn lên đi, mình chỉ cần như vậy thôi. Ngư ông đắc lợi. Anh, sao ở nhà gọi mà anh không nghe máy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả anh? Tôi đi làm bàn bạc công việc với khách, thời gian đâu mà nghe máy. Tại sao bà lại trù, có gì là sao? Tại không biết làm sao, em thấy bất an trong người. Gọi cho anh thì không được, gọi cho Thành Thiên cũng không. Bà rảnh quá ha, không có chuyện gì làm sao? Ở nhà lo chăm sóc cháu ngoại cho tốt đi. Chuyện tôi ra đường làm cái gì kệ tôi. Anh cho em hỏi, Thành Thiên nó có đi chung với anh không? Sao giờ này nó vẫn chưa về nhà? Em gọi điện mà nó không nghe máy. Từ bao giờ tôi phải có trách nhiệm canh chừng đứa con quan cho bà? Nó đi đâu làm gì liên quan gì tới tôi? Anh định trốn em phải không?
rõ ràng. Mình nghe có tiếng gõ cửa mà. Chúng tôi có việc cần trao đổi với hai ông bà. Dạ mời hai anh vô nhà. Chào, chào các anh. Ông Nguyễn Hùng Mạnh hôm qua đã bị giết chết. Trời đất. Ủa, ông Mạnh là bạn thân của hai vợ chồng chúng tôi. Ông ta hiền lành như vậy, tại sao lại bị giết? Ông Mạnh và cậu Thiên, con trai của hai ông bà, có hiềm khích gì với nhau hay không? Thành Thiên nó xem ông Mạnh như là chú ruột trong nhà. Trong công việc á, ông Mạnh luôn chỉ dẫn cho nó. Hai người không có mối hiềm khích nào đâu. Tại sao các anh lại hỏi như vậy? Con trai tôi có chuyện gì sao? Theo hiện trường vụ án, chúng tôi tình nghi cậu Thiên đã giết chết ông Mạnh. Xin phép hai ông bà chúng tôi đi. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với hai ông bà sau. Dạ. Hả? Kìa. Chắc là có hiểu lầm gì đó. Con trai tôi nó không có giết người đâu. Nó không có giết người đâu mà. Xin bà cứ bình tĩnh. Vụ án này vẫn trong vòng điều tra. Mời ông 2 giờ chiều nay đến phòng cảnh sát điều tra công an quận. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi ông. Dạ. Chúng ta đi. Xin chào. Dạ chào em. Tôi tên là Trung, là luật sư mà ba anh đã thuê đi theo vụ án này của anh. Xin mời anh ngồi. Bởi vì anh đang ở trong giai đoạn điều tra, cho nên người nhà không thể gặp mặt. Ba anh đang ở bên ngoài. Ông rất lo lắng cho anh. Ba tôi đang ở bên ngoài hả? Ba anh nhắn tôi nói lại với anh rằng đừng lo lắng nhiều. Ông ấy luôn ở bên cạnh và làm tất cả những gì có thể cho anh. Tôi là luật sư đại diện hợp pháp cho anh ngay từ lúc này. Anh có thể cho tôi biết toàn bộ sự việc đã xảy ra.
cứ khai hai người uống rượu rồi xô xát xảy ra, còn chỉ vì tự vệ mà đẩy ngã ông ấy, dẫn tới cái chết không mong muốn. Con, ba sẽ lo liệu mọi chuyện. Con yên tâm đi, con phải tin ba. Anh đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi chưa? Sữa vô đi bà, không bà kiệt sức mất bà. Mẹ ơi, mẹ uống một chút nha mẹ. Thôi, mẹ không uống đâu. Đừng bắt mẹ uống gì vào lúc này. Lũ coi cô tiết giùm tôi nha. Dạ, cô đừng lo, em coi được mà. Ừ. Sao lại có thể như vậy được chứ? Mọi chuyện đang yên, đang lành. Không thể nào. Anh hai con không thể nào là kẻ giết người được. Con có nghĩ như mẹ không hả Ngân? Hả? Chắc chắn như vậy rồi. Tính tình anh hai con vốn hiền lành, sao anh có thể làm vậy được? Phải có uẩn khúc gì đây? Nhất định, nhất định mẹ phải thuê luật sư giỏi nhất để bào chữa cho hai con. Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ, nội, 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 nội giữ mẹ con lại đi nội. Giữ mẹ con lại đi nội. Nè, nội ơi, nè, con định đi đâu vậy? Con, mẹ con ơi, phải đi tìm Thành Tiên. Bình tĩnh lại đi mẹ. Con phải cứu nó. Mẹ, nè, con định cứu nó bằng cách nào? Con phải bình tĩnh lại. Mọi việc đang chờ bên công an điều tra mà. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng có làm con sợ. Mẹ ơi, mẹ lên phòng đi mẹ. Ba con đã mời luật sư cho anh hai rồi, mình phải chờ tin chứ. Mẹ, buông mẹ ra đi, mẹ phải đi gặp anh của con. Mẹ phải hỏi anh con cho ra lẽ. Bà Huy nó bị quan, chắc chắn là nó bị quan đó bà ơi. Trong thời gian này, mới được gặp người thân đúng không? Nghe lời con. Vô phòng cho con. Nè, đưa mẹ con vô phòng đi con. Mẹ, đừng có mẹ vô phòng mà. Đi mẹ. Bà ơi, bà tình là Thành Thiên nó bị quan đúng không bà? Nhất định là con người hãm hại nó đúng không bà? Bà tình, vậy bà để cho con đi đi, con phải cứu nó. Bà ơi, bà để cho con đi đi. Thành Thiên nó không có giết người đâu. Linh à, bà tình nó là một người quan mà, nó không thể nào làm như vậy được đâu. Vậy thì bà bỏ tay con ra đi. Con phải đi. Bà bỏ tay con ra đi. Bà ơi, mẹ. Kìa, Linh. Mẹ. Linh à. Mẹ, mẹ ơi. Mọi việc ổn chưa? Ở đây nói chuyện không tiện. Thôi, cậu về đi. Chứ bây giờ cô khóc nữa thì ông Mạnh cũng không sống lại được đâu. Em không tin anh Mạnh lại bỏ em ra đi một mình như vậy. Có điều này tôi tự hỏi là cậu không có mối quan hệ thân thuộc với Mạnh thì tại sao cậu lại khóc nhiều và đau đớn đến như vậy? Chính xác thì mối quan hệ giữa cậu với Mạnh là như thế nào? Không ai có thể hiểu mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Nhưng chúng tôi hiểu,
chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Vậy là cậu với Mạnh là... Chúng tôi yêu nhau thì có gì là sai? Anh ấy đã rất cực khổ khi phải giấu đi thân phận thật sự của mình. Mạnh là người đồng tính. Bà đến viếng ông Mạnh à? Tôi muốn đến hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra giữa ông ấy và con trai tôi. Ngày hôm đó là tôi đã có linh cảm không hay rồi. Tôi đã báo cho bà. Mà đúng là không ngờ mọi chuyện xảy ra đúng như dự cảm của tôi vậy. Bà cũng không tin là con trai tôi, Thành Thiên, nó có thể phạm tội giết người, mà người đó lại là ông Mạnh. Tôi không biết. Có thể đây là một cái bẫy. Anh hai con đã bị ai đó vu oan và đổ tội. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Con chỉ đoán như vậy thôi. Hiện tại bên công an vẫn còn đang điều tra mà. Thôi, tôi đi trước. Hy vọng là hung thủ thực sự sẽ lộ diện khi cơ quan pháp luật nhúng tay vào. Ông Mạnh, ông nói cho tôi biết đi, ai là người đã gây ra cái chết cho ông? Nhất định không phải là Thành Thiên đúng không? Nó không thể nào làm điều này được. Ông cầm chắc vụ này thắng bao nhiêu phần trăm? Ông cứ yên tâm đi, trong cuộc đời làm luật của tôi, nếu mà không chắc ăn á thì tôi không dám nhận đâu. Vậy Thành Thiên sẽ bị kết án bao nhiêu năm? Tôi sẽ chạy mức án thấp nhất có thể, với tội danh giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Có thể là từ 2 đến 3 năm. Nhưng mà tôi cũng báo trước, vụ này chỉ hơi đậm ạ. Đối với tôi á, tiền bạc không thành vấn đề. Ông cứ báo con số với tôi. Vào đi. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Mong anh hãy làm hết sức mình. Có tốn bao nhiêu tôi cũng không tiếc. Anh yên tâm, mọi việc cứ giao cho tôi. Chào anh. Cảm ơn anh. Dạ thưa ba cho gọi con. Ngồi đi. Dạ. Con cũng biết là nhà mình đang xảy ra chuyện lớn. Anh hai con bây giờ đang mang thân tù tội. Ba chỉ còn biết trông cậy vào con. Dạ xin ba yên tâm, nếu con làm gì được thì ba cứ việc sai bảo. Trước khi chú Mạnh mất là ba cũng đã lên tiếng để con tiếp quản vị trí của ông ấy rồi. Bây giờ thì mọi chuyện có vẻ gấp gáp. Sau khi họp cổ đông để bổ nhiệm con vào vị trí mới, con phải nhanh chóng quản lý, xem lại những hợp đồng mà ông Mạnh đã phụ trách. Dạ, mấy hôm nay con đã gấp rút thu gom, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ bên Kim Ngân. Phần mềm và ổ cứng ở máy tính của chú Mạnh con cũng đã lấy về rồi. Sao con không trình qua ba? Dạ, con đã để ở trên bàn trong phòng làm việc của ba ở nhà. Vậy à? Có lẽ mấy ngày nay ba lu bu chạy án cho anh hai con nên ba không để ý. Ba, liệu anh hai có thoát khỏi tội giết người không? Con thật sự không tin anh hai lại là thủ phạm trong vụ án này. Ý con muốn nói gì? Con đang nghi ngờ ai?
Dù gì á thì Thành Thiên đã nhận tội, chỉ còn chờ ngày ra tòa. Dạ con không có ý gì, chỉ là con đừng quan tâm tới chuyện của anh hai con. Chuyện này đâu có ba lo, tập trung vào công việc đi. Dạ. Ông ta vẫn là người đáng nghi ngờ nhất. Con ốm và xanh xao quá. Mẹ đừng lo cho con, con không sao được. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ cũng ốm đi nhiều lắm. Từ lúc con bị bắt, không đêm nào mà mẹ chợp mắt được. Thành Thiên à, con nói đi. Con không có giết chú Mạnh đúng không con? Con nói thiệt cho mẹ nghe đi. Dù gì thì con cũng đã ở đây để nhận tội thay cho ba. Nói ra sự thật chỉ làm mẹ lo thêm thôi. Thiên, con nói cho mẹ nghe đi. Là ai đã ép con? Ai đã đổ tội cho con hả? Mẹ không tin là con làm chuyện này đâu. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Con không muốn chuyện này xảy ra đâu. Lúc đó con uống hơi nhiều, cho nên con sai quá. Không, cho dù con có sai bao nhiêu thì bản chất của con không phải là một đứa cô hồn. Con không thể nào giết chết chú Mạnh được. Con rất là quý chú Mạnh mà Thiên. Mẹ, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tòa đã tuyên án cho con 3 năm tù vì tội giết người, cho vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Bây giờ con sẽ chấp hành nội quy cải tạo tốt, để con sớm được về với mẹ. Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ phải chăm lo cho em gái của con, cháu của mẹ nữa. Không, mẹ không tin đâu. Con có nói gì thì mẹ cũng không tin. Con đang gánh tội cho ai đó có đúng không hả? Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, đến độ con không kịp phản ứng gì. Ba nói con nhận tội để ba lo vòng ngoài, con làm sao dám tố ba trước công an. Con đành phải nhận tội thôi mẹ. Có anh hai con ở nhà, mẹ thấy trống vắng quá. Làm sao anh hai con có thể chịu đựng được cảnh tù tội trong đó hả mẹ? Khổ cho anh hai con quá mẹ ơi. Cứ như trời sập dưới chân mẹ vậy. Mẹ không biết phải làm sao để chống chọi với những ngày tháng sắp tới này. Lần sau con có được vào thăm anh hai chưa mẹ? Chắc là được. Khi anh con chuyển trại về thủ án, người nhà có thể đến thăm định kỳ. Cả hai mẹ con mình cùng phải cố gắng. Mẹ biết là con thương anh hai nhiều lắm. Sao hôm nay chồng con về trễ vậy? Anh Đại nói đi tiếp khách giùm cho ba đó mẹ. Thôi con ngủ trước đi, chắc là chồng con nó về trễ đó. Một lát nữa tới cử mẹ sẽ qua cho cô Tiết bú nha. Dạ.
Ngủ sớm nha con. Bà làm cái gì nhìn tôi như tội phạm vậy? Anh nói đi. Có phải chính anh đã nhúng tay vào vụ án của Thành Thiên và ông Mạnh không? Bà nói như vậy là ý gì? Em không nói ra không có nghĩa là em không biết chuyện gì đang xảy ra. Giữa anh và ông Mạnh đã có mâu thuẫn trước đó. Chính bà Duyên đã gọi điện cho em để cảnh báo ngay ngày xảy ra án mạng. Bà nghi ngờ tôi đã giết ông Mạnh. Chuyện này chỉ có anh biết, trời biết, đất biết. Nhưng với linh cảm của một người vợ, một người mẹ trong cái gia đình này, em hiểu tính nết của từng người rất rõ. Thành Thiên không thể nào là kẻ giết người. Anh nói đi, có phải nó đang chịu tội thay cho anh không? Bà lấy bằng chứng đâu mà dám kết tội tôi hả? Em không có bằng chứng, nhưng bằng linh cảm, em thấy có nhiều uẩn khúc trong vụ án này. Con trai em đang chịu tội thay cho ai đó. Được, bà muốn nghe sự thật phải không? Tôi sẽ cho bà biết. Phải, chính tôi đã giết chết ông Mạnh. Chính tôi đã đổ tội cho đứa con quan của bà. Nó phải trả giá cho những tội lỗi mà cha mẹ nó đã gây ra. Lẽ ra nó không nên có mặt trên cuộc đời này. Ông thật là độc ác. Tại sao ông có thể hành xử như vậy hả? Tôi đã thề sẽ trả thù bà cho đến hết cuộc đời này. Đó là cái giá mà bà đã phản bội tôi. Mẹ xin lỗi con. Thành Thiên ơi, tất cả là lỗi của mẹ.
Chào anh, tôi là em trai của anh Mạnh. Anh mở cửa đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Các anh muốn gì? Trước kia khi anh Mạnh còn sống, dù không thích mối quan hệ này, nhưng gia đình tôi phải làm ngơ. Mối quan hệ bẩn thỉu. Các anh biết gì về mối quan hệ của chúng tôi mà lên án? Đồ đồng tính bệnh hoạn. Các anh không được xúc phạm tới linh hồn của người đã mất. Sao? Tôi đến đây không phải là để kiếm chuyện với anh. Khi anh trai tôi còn sống thì anh có thể ở trong căn nhà này, nhưng giờ người thừa kế là tôi. Anh dọn đi đi. Bây giờ không còn anh Mạnh bảo bọc nữa, coi mày sống như thế nào. Mày nghĩ mày là ai mà có thể ở trong căn nhà này hả, thằng ẻo lả? Cái mà tôi mất còn lớn hơn các anh tưởng rất nhiều. Tôi sẽ thu xếp đồ đạc và đi ngay. Lùi lại. Tịnh Biên, em bị đâu giữa đêm khuya như vậy? Khuya lắm rồi, về nhà anh nghỉ đi, rồi mai tính ha. Xem coi mày có đứng được không. Các anh muốn gì ở tôi? Tụi bay có nghe nó hỏi không? Các anh muốn gì ở em? Ở đây có rất nhiều anh và có rất nhiều cái muốn ở em. Vậy em có đáp ứng nổi không? Tôi chào họ đại ca mày. Dạ. Ai cho mày? Mày lên là chào đại ca cho tao. Dạ. Mày phạm tội gì? Dạ,
Đại ca họ trả lời nhanh lên mày. Dạ, em phạm tội giết người. Cái mặt mày biết rồi. Cái mặt non tuyệt mà nhát như thỏ đế của chúng mày, làm gì mà có gan đi giết người chứ? Mày bị xử mấy năm? Dạ, là ngộ sát, em không cố ý. Em bị kêu án 3 năm. Ngộ sát phòng vệ mà kêu có 3 năm hả? Mày thuộc dạng con ông cháu cha phải không? Gặp dân ngu khu đen không có tiền lo lót á, thì 10 năm trở lên là ít. Sao con khóc hoài vậy? Con nên đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Con không muốn đi đâu hết. Sao con có thể cười đùa khen hai đang ở trong tù được? Con có cần phải như vậy không? Anh hai con á, ở trong đó có 3 năm. Không lẽ 3 năm con cứ ủ dột như vậy sao? Ba có biết không, một ngày tù là bằng nghìn thu bên ngoài không ba? Ba năm đối với anh hai là 30 năm đó ba. Làm sao mà anh ấy có thể chịu được chứ? Cứ nghĩ tới cái cảnh con không muốn bất cứ cái gì trên đời này hết. Có việc gì mà con phải sống trong đau khổ như vậy? Anh của con ấy, phải trả giá cho việc làm nông nổi của mình. Con có tội gì mà lại hành hạ mình như vậy? Không, không, dù ai có nói gì con cũng không tin anh hai là kẻ giết người đâu ba. Anh là người hiền lành, một con kiến anh hai cũng không nỡ giết. Tại sao anh hai lại làm việc đó? Không phải đâu ba, không phải đâu ba. Vụ án đã điều tra xong, tội thì cũng đã xử rồi. Bây giờ ai mà bào chữa cho anh con? Nó tuy là đứa hiền lành nhưng lại cọc tính, ngu xuẩn, không kiềm chế bản thân thì nó phải trả giá. Con hãy nghe ba nói đây. Ba đã dùng cả uy tín của mình, kể cả tiền bạc để chạy án cho anh con. Với cái mức án 3 năm về tội ngộ sát là rất nhẹ. Giờ thì nó phải cải tạo cho tốt, để sau này nó còn biết đường mà làm người tử tế. Còn con nữa, con phải có cuộc sống của mình. Ba không muốn thấy con như vậy. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa. Con nhớ anh hai quá, con rất lo cho anh ấy. Trong cái bộ dạng công tử bột như vậy, chắc có lẽ từ nhỏ tới giờ mày chưa biết khổ là gì, có phải không? Tao ghét mấy thằng nhà giàu, của nó ăn không hết, còn mình thì lần không ra. Đại ca, cho em chào hỏi thằng công tử này một chút nha đại ca. Ừ. Ê mày, mày. Ê. Thôi được rồi, chào sân vậy là đủ rồi. Rồi từ từ dạy dỗ nó sau. Dạ, kéo nó lên. Dạ, đại ca. Nội quy của phòng này mày học một ngày không hết đâu. Từ từ ta sẽ cho mày biết. Nhưng điều quan trọng đầu tiên mày phải nhớ, được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đồ thăm nuôi, phải dâng cho đại ca. Mày vô đây rồi thì mày vô sản biết chưa? Chỗ mày đang đây cả. Anh hai, anh bị người ta đánh phải không? Không có đâu, là anh bị té trong phòng vệ sinh đó thôi. Sao anh bất cẩn quá vậy? Chắc là anh đau lắm phải không? Rồi người ta có đưa anh vô bệnh viện không? Đây là nhà tù mà, đâu phải chỗ đi nghỉ dưỡng đâu em.
Anh không sao đâu, đừng có lo. Chắc chắn là còn bị đánh rồi. Không thể ngã mà bầm nhiều vết như vậy. Còn chỉ nói để em đỡ lo thôi. Em giúp anh chuyện này được không? Anh hai nói đi. Chuyện gì em cũng sẽ làm hết. Em có thương mẹ không? Vậy thì giúp anh. Đừng khóc nhiều nữa. Em phải thay anh độc chiên và anh ủi mẹ chứ. Mà anh đã trong này rồi. Mọi chuyện chăm sóc mẹ bây giờ chỉ trông vào em thôi. Nhìn anh như vậy em chịu đâu có được. Em yên tâm đi, anh không có sao đâu. Nè, cho anh hỏi, thằng cu tít ở nhà có ngoan không? Nó có nhớ cậu hai của nó không? Em bé ngoan lắm anh. Tháng vừa rồi nó lên 1kg 2 lần. Rồi em sống có được hạnh phúc không? Đại đối xử với mẹ con em có tốt không? Anh Đại đối xử với mẹ con em rất tốt. Dạo này tâm trạng em tệ lắm. Khi anh ở trong này, anh Đại rất hiểu và chiều em. Vậy thì tốt rồi. Anh có cần gì không? Em gửi cho anh nha. Những thứ anh cần bây giờ xa lắm. Anh không thể nào chạm vào được. Ngân, con cho mẹ nói chuyện với anh hai đi. Sắp hết giờ rồi con. Anh hai, em đưa máy cho mẹ nói chuyện với anh hai nha. Ở trong đó, anh hai ráng giữ gìn sức khỏe nha. Cả nhà rất thương anh. Em cũng vậy. Không được khóc nhiều nữa. Sống vui vẻ lên. Chờ ngày anh về, anh sẽ đền cho em thật là nhiều. Này mẹ, Thành Thiên à, con có ổn không? Con chưa quen cơm ở trong đó nên ốm nhiều lắm. Mẹ đừng lo, con ổn mà mẹ. Con cũng đã quen rồi, cứ ăn no là được, không cần ngon đâu. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ già đi nhiều lắm rồi đó. Mỗi ngày trôi qua đối với mẹ gần như là một thế kỷ. Mẹ làm sao có thể ăn ngon ngủ yên khi con chịu cảnh tù tội như vậy hả? Mà cho dù con có nhận tội, cho dù là tòa có tuyên án có tội, nhưng với linh cảm của một người mẹ, mẹ không tin là con đã làm. Mày giữ lại một ít mà dùng. Em không cần đâu. Anh và các anh em khác cứ dùng đi. Ê, thằng kia, mày định bố thí cho tụi tao đó hả? Muốn như đòn hả con? Cứ để cho nó yên. Còn đồ á thì tụi bay cứ chia nhau mà ăn đi. Dạ, cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Tại sao? Tại sao mình lại như vậy chứ? Thật ra mình là ai? Tại sao mình lại có mặt trên đời này? Tại sao ba mình lại đẩy mình vào cảnh tù tội như vậy? Kìa Thiên, sao vậy con? Sao con không coi chừng nó? Để nó phá bánh sinh nhật của con gái tôi. Em đang nấu ăn ở dưới bếp mà. Con nó còn nhỏ, chứ vậy la con được rồi. Sao mà mạnh tay với con, chỉ vì một cái bánh kem thôi vậy? Mẹ thương, nếm đi con. Mày muốn ăn hả? Muốn ăn tao cho mày ăn. Anh ơi, anh ơi, anh làm cái gì vậy? Ra. Anh ơi, anh ơi, đừng có nói sĩ đó như vậy mà. Tại sao ba lại đối xử tệ với mình như vậy? Mình thèm được ba ôm vào lòng một lần, như những đứa trẻ khác cũng không được. Mình có phải là con ruột của ba hay không? Có chuyện gì mà ba hẹn con ra đây vậy? Sao không chờ con về nhà rồi nói? Ở nhà nói chuyện không tiện.
Có chuyện gì mà ba lại nói vậy? Sao lại không tiện nói ở nhà? Ba không muốn những người thân trong gia đình nghe được câu chuyện riêng tư giữa hai cha con mình. Bằng ngài ba biết nhìn bề ngoài con có vẻ rất ổn, nhưng bên trong sâu thẳm là một lớp sóng ngầm rất lớn. Ba hiểu được sự chịu đựng của con, hiểu con phải cố vượt qua cái tôi của mình thế nào. Con có biết ý nghĩa của hai từ chịu đựng là gì không? Chịu có nghĩa là đồng ý, chấp nhận. Đựng có nghĩa là cái khả năng có thể dung chứa. Chấp nhận mà không có khả năng để dung chứa thì cũng như không. Hôm nay ba nói chuyện lạ quá. Con cố hiểu, nhưng thực sự con không hiểu ba muốn nói cái gì. Thi hào Nguyễn Du đã từng nói, có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Người có khả năng dung chứa những kẻ khác, cho dù kẻ ấy từng phạm tội với mình, cũng không nên ghét bỏ. Hãy tìm cách mà loại trừ. Đó mới thật sự là người trên. Con có ghét bỏ hay loại trừ ai đâu. Sao ba lại nói với con câu này? Con đã làm gì, chỉ có mình con là hiểu rõ nhất. Cuộc đời này có dây thì có trả. Đừng sống trong sự hận thù, mù quáng nữa. Chỉ cần là đồng loại thì phải yêu thương lẫn nhau, huống chi là những người thân ở bên cạnh mình. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Ba muốn con thật sự sống trong cái tâm an bình. Có như vậy, con mới tìm thấy được hạnh phúc thật sự cho bản thân. Hình như ba biết tất cả mọi chuyện sâu kín nhất của mình, nhưng ông ấy không muốn nói thẳng ra. Trời đất, là bà mà con tưởng là ma không à? Bà lại nhớ con hai nữa hả? Ba năm. Tới ba năm lận. Thành Thiên nó mới được ra ngoài. Ba năm nữa nó mới ngồi ở trong cái căn phòng này. Bà cứ khóc hoài như vậy. Bà sẽ nghe bệnh cho coi. Còn hai ở trong đó cũng không yên tâm khi biết bà như vậy đâu. Bà thấy mình thật sự bất lực. Biết là con mình bị oan mà không sao cứu nó được. Mỗi một ngày trôi qua cứ nghĩ tới cái cảnh thằng Thiên nó ở trong tù, bà thấy mình như chết dần chết mòn. Lụa, căn phòng này giờ thằng Thi nó không có ở nữa. Một
một tuần á, còn dọn dẹp một lần là được rồi. Không, ngày nào con cũng dọn dẹp sạch sẽ, con cứ coi như là có ai đi làm, tối con ai lại về. Mỗi lần nấu ăn con toàn nấu những món con ai thích, tối nào con cũng thức canh con ai dễ hết á. Giờ con ai nhậu sai không ai mở cửa, ông nghe ông biết ông lại la. Thành Thiên là một người tốt nên ai cũng yêu quý nó. Chắc là cô ba đi mua đồ về nên con chạy xuống không mở cửa. Cái thằng này làm việc như tự hành xác mình vậy, không một chút phản kháng, không một chút than phiền nữa. Nghe nói ngoài đời nó là đại công tử đó, chắc từ nhỏ tới lớn chưa từng mó tay vào những công việc này đâu. Tao khoái nhất cái vụ nhà nó thăm nuôi, nó không thèm đụng vào thứ gì, cho tụi mình hết. Cái thằng này cũng lạ thiệt. Bây giờ không phải em ăn cho em, mà ăn là chị con của chúng ta. Có người cha nào lại đi chiếm đoạt người yêu của con trai mình? Trên đời này là chỉ có người cha nào như vậy? Tại sao ông ấy lại đối xử với mình như kẻ thù vậy? Dạ thưa ba, đây là hồ sơ xin vay của công ty xây dựng Phát Đạt. Con đã thẩm định tài sản và dự án của họ là rất ok. Chỉ có điều là họ đòi vay trên mức cho phép. Có nhiều cách cho vay trên mức quy định. Điều quan trọng là họ có đồng ý với phương án của mình đưa ra hay không. Phải nắm chắc phần chui thì mới chơi, đừng bao giờ nắm đằng lưỡi. Dạ, con biết là hồ sơ này khó, cho nên họ mới đưa qua công ty Kim Ngân. Nếu như hợp lệ á, thì họ đã đưa qua công ty MT Bank rồi. Ba xem rồi đưa ra phương án, con sẽ thảo luận với người ta. Tiền của Kim Ngân cũng là tiền chuyển qua từ MT Bank. Dòng tiền này vốn được xoay vòng từ trước tới giờ. Có thể dự án này ba sẽ cho liên kết với một công ty mua bán vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ đứng ở giữa ăn cả hai đầu, chỉ giải ngân một số tiền mặt. Còn lại bên Phát Đạt sẽ nhận vật liệu xây dựng công trình, và chúng ta là người giám sát triệt để. Dạ. Dự án cho vay bên Thành Tài đã bắt đầu giải ngân đợt 1. Họ đã cắt phần trăm cho con chưa? Dạ, họ mới chuyển ngày hôm qua. Chắc là chiều nay họ sẽ chuyển tới. Nhận tiền mặt đi, rồi chuyển qua tài khoản cá nhân của ba. Dạ. Giờ thì không có thể tin ai được, chỉ có người nhà của chúng ta mới thọc tay sâu vào những dự án lớn. Người bên ngoài, cho dù là bạn bè thân thiết, tiền cũng làm cho người ta mù mắt, cứ tưởng nó là của mình và chỉ chực nắm trong tay. Ông là con cáo già, ai có thể qua mặt được ông? Nhưng mà tôi sẽ không lấy tiền của ông, tôi sẽ lấy thứ khác còn đáng giá hơn. Cái thằng này nó làm việc như điên vậy, cho dù không ai giám sát nó,
Nó muốn dùng công việc để tự sát hay sao? Anh em, mọi người, người tay uống nước, được giải lao 15 phút. À, vô nước kìa. Vô nước mày. Vô nước anh. Vô nước anh ơi. Ừ, đâu có tiêu anh. À, ông đó không uống đủ đâu mà, không uống nước đâu mày ơi. Khát quá. Cho tôi cho 10 ly nữa. Ê, để tao mày. Để đủ hết nha. Nhanh gì mày. Từ ca đâu trơn rồi. Ờ, nhớ kệ kìa. Con cứ khai hai người uống rượu rồi xô xát xảy ra, con chỉ vì tự vệ mà đẩy ngã ông ấy, dẫn tới cái chết không mong muốn. Con, bà sẽ lo liệu mọi chuyện. Con yên tâm đi, con phải tin bà. Có hai điều mà mọi thằng tu vào đây đều bị ám ảnh. Một là ám ảnh vì tội lỗi mà nó đã gây ra. Hai là bị ám ảnh bởi mình đã bị vu oan. Còn mày thì nằm ở trường hợp nào? Ông có con không? Có hai đứa. Một thằng con trai cỡ bằng tuổi như mày, và một đứa con gái năm nay vừa tròn 18 tuổi. Vậy ông nói cho tôi nghe, có người cha nào lại cam tâm để con của mình vào chốn lao tù không? Dù quan cho nó cái tội tày đình là giết người, cho dù biết rõ nó chỉ là một thằng con trai rất nhút nhát. Tao cũng nghĩ như vậy. Mày làm gì có đủ bản lãnh để mà giết người? Vì hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Tao là một tay giang hồ cũng có hạn, vào tù ra khám như con bữa, tao muốn chém giết ai đó cũng dễ như chơi. Nhưng còn đối với con cái, nó là số một và là cái quý nhất trong lòng tao. Vậy em nói đi, vì sao tôi bị chính cha của mình đẩy vào hoàn cảnh này? Tôi tìm hoài mà không sao tìm ra được lý do nào chính đáng. Sao ông lại cười? Có gì đâu mà không hiểu. Nếu mà là cha ruột thì không thể làm điều này. Mày hãy quay lại cái mối quan hệ giữa mày và người đó ra sao. Dạ mời ông. Dạ mời ạ. Con cứ chờ đi, không sai là không về nhá. Dương. Rồi. Anh. Muốn rèn luyện thể lực, cái điều quan trọng đầu tiên là phải biết rèn luyện ý chí. Phải biết mình muốn gì và mục tiêu sẽ đi về đâu. Tôi nhận ra mình yếu là từ thể chất tới tâm hồn. Giờ thì tôi muốn thay đổi. Được, tôi sẽ giúp cậu. Làm đàn ông á, trước tiên là phải có bản lĩnh. Trước là để tự bảo vệ mình, sau là để bảo vệ người thân. Đừng có bao giờ để cho người khác bắt nạt mình. Cậu có một cơ thể khỏe mạnh là cậu sẽ có một cái đầu minh mẫn. Tôi sẽ dạy võ cho cậu. Bây giờ cũng biết tập tành ăn chơi hưởng thụ khá sành điệu ha. Dạ, là con cũng bắt chước học hỏi từ ba.
cậu vừa nói cái gì? Dạ, là con học hỏi ba cách ngoại giao để làm ăn. Câu chuyện ăn chơi sành điệu, hưởng thụ thì con không thể nào so với ba. Cậu dám nói như vậy hả? Cậu nên nhớ, giữa tôi và cậu là hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Cậu có tất cả là nhờ nhà vợ. Cậu mà làm tổn thương con gái tôi thì cậu đừng có trách. Con sẽ cố gắng kính tiếng mọi chuyện giống như ba. Xin ba yên tâm. Mày dám sức láo với tao hả? Mày có chừng tao đó. Làm tổn thương và gây đau khổ cho người khác thì ông mới chính là bậc thầy. Mẹ ơi, mẹ cứ như vậy hoài làm sao mà sống nổi hả mẹ? Mẹ cũng không biết là mình đang sống hay đã chết nữa. Mẹ, mẹ còn có con, còn có cả cô Tít nữa. Mẹ phải vững vàng lên. Nhà này mà không có mẹ thì sẽ ra sao đây? Anh hai còn biết mẹ như vậy, ở trong đó anh cũng đâu có yên lòng. Con không hiểu mẹ đâu. Mẹ đau lắm Ngưng ạ. Tim của mẹ giống như là có ai đã cầm dao đâm vào. Tội nghiệp anh hai con. Con không thể nào tưởng tượng được anh hai của con đang khổ sở ra sao đâu. Mẹ tưởng là con không đau sao? Mẹ cũng biết là con thương anh hai nhiều lắm mà. Nhưng chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, mình đâu có làm gì khác được đâu mẹ. Giờ mình chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi thời gian trôi thật nhanh đi, để anh hai con quay về với gia đình thôi mà. Tất cả là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ, cho nên anh hai con mới như vậy. Tại sao, tại sao không trút hết lên đầu của tôi mà lại bắt con trai tôi phải gánh chịu hả trời? Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Sao là lỗi của mẹ được chứ? Mẹ đang nói gì con không hiểu. Con không hiểu, không biết thì sẽ tốt hơn cho con đó. Hay có chuyện gì mẹ đang giấu con phải không? Thôi, để con đi rót cho mẹ ly nước nha. Nếu con biết sự thật trong cái gia đình này, lập tức cái thế giới màu hồng sẽ biến mất trong mắt con. Mọi người đã tạo ra cái thế giới cổ tích đó cho con thì mẹ không thể nào phá đi được. Thưa ba mới về. Con sao vậy? Sao mắt đỏ que vậy? Em giận anh hả? Anh về trễ là do phụ ba đi tiếp khách. Con đừng giận chồng con. Là ba kêu nó phụ ba để tiếp khách. Dạo này ba không có uống được nhiều. Anh với ba ra đường cũng vì công việc thôi. Em đừng giận anh nha. Em đâu có giận ai. Chỉ là dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện, mẹ con rất buồn. Con muốn ba
và chồng con phải dành thời gian về nhà sớm hơn thôi. Bà biết rồi. Anh biết rồi cưng. Anh hứa là sẽ thu xếp về nhà sớm hơn với em. Anh về phòng trước đi. Em mang nước lên cho mẹ. Mẹ, mẹ ráng ngồi dậy uống miếng nước đi mẹ. Đúng là một gia đình kịch sĩ. Họ diễn quá tốt. Một ngày nào đó tôi sẽ lột hết những cái mặt nạ của các người ra. Ba đứa con. Mẹ, mẹ uống miếng nước trước đi. Tí nữa con nói lụa pha sữa cho mẹ uống thêm. Mẹ, mẹ. Mẹ không sao đâu. Em sao vậy? Không khỏe thì để anh đưa em đi bác sĩ. Nhìn thấy em xanh xao quá. Mẹ con bị tâm bệnh chứ đâu phải bệnh gì mà phải đi bác sĩ. Khi nào anh hai con về chắc mẹ sẽ khỏe lên. Em đừng có như vậy. Con trai ở trong đó cũng không yên tâm. Con gái thì cũng buồn khổ theo em, chứ có giải quyết được gì đâu. Anh cũng đã làm hết sức mình rồi. Thời hạn 3 năm cũng qua đi rất nhanh. Ba, thời gian này mẹ rất cần sự chăm sóc của ba. Ba ráng dành thời gian về nhà sớm với mẹ. Một mình con không đủ làm cho mẹ nguôi ngoai. Ba biết rồi con gái cưng. Con đừng có lo nhiều quá. Thần sắc của con cũng không được tươi tắn kìa. Con xin phép về phòng. Ba chăm sóc mẹ giùm con nha. Có thôi khóc lóc trù ẻo trong cái nhà này được không? Chỉ vì cái thằng con quan của bà mà làm ảnh hưởng tới con gái của tôi. Nói gì bà, vì cái thằng anh chết tiệt của nó mà không còn sống vui vẻ như trước đây nữa. Ông đừng có quá cay nghiệt với tôi. Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Hai đứa nó đều là con của tôi. Làm sao tôi có thể sống yên được khi biết con mình đang cảnh tù tội như vậy chứ? Nếu như chuyện này mà làm ảnh hưởng tới con Ngân thì bà vô trong kia mà ở với con trai bà đi. Tôi không muốn thấy cái bộ mặt đưa đám của bà trong căn nhà này. Lẽ ra tôi nên đi khỏi cái nhà này cách đây hơn 20 năm rồi thì mọi chuyện không có tồi tệ như bây giờ đâu. Bà hối hận. Hối hận vì đã sống với tôi. Lẽ ra bà phải đi với người tình của bà thì bà mới mãn nguyện phải không? Bà và thằng con quan đó còn phải trả giá rất nhiều. Đây chỉ mới là sự bắt đầu. Ông dằn vặt tôi suốt mấy chục năm nay rồi mà ông chưa hả giận sao? Thành Tiên nó có tội gì mà ông lại đối xử độc ác với nó như vậy hả? Ông dừng tay lại đi. Ông sẽ bị quả báo nếu như ông cứ tiếp tục sống trong hận thù như vậy đó. Nếu tôi không dừng thì bà làm gì được tôi? Quả báo à, tôi sẽ gánh chịu. Không cần bà phải lo. Mối hận này tôi sẽ trả lại cho các người cả vốn lẫn lời.
Đừng từ chối anh. Em cho anh đi. Còn em sẽ có tất cả. Anh cần em. Ông hứa là không chạm vào người tôi mà. Sao ông không giữ lời hứa? Em đừng làm khổ anh nữa. Em biết là anh thích em ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em mà. Ngày trước còn có ông Mạnh. Còn bây giờ, vì cái gì mà em từ chối anh? Anh sẽ cho em tất cả, em muốn cái gì cũng được. Tôi không đánh nổi bản thân để mua cầu vật chất. Ông hãy tìm người khác đi. Không, không, anh chỉ cần mình em. Không, không. Trời ơi, tôi xin ông hãy buông tha cho tôi. Mày tưởng mày là ai hả? Sao mày dám chống lại tao hả? Mấy thằng người bảo hạng chót, không có tao đần đỡ, mày chỉ có nước đi ra đứng đường. Mày ngoan ngoãn nghe lời tao, có phải tốt hơn không hả? Mày thích bạo lực phải không? Tao sẽ cho mày nếm mùi vị khác lạ. Lần này em thuyết phục mẹ dữ lắm. Mẹ với vợ mới nhường hai suốt đi thăm này nè, cho em với Lụa vô thăm anh hai đó. Anh hai ở trong này, anh hai có khỏe không? Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Cả nhà mình ổn chứ? Dạ, mọi người vẫn khỏe hết. Chỉ có mẹ là... Anh muốn biết tình trạng của mẹ ra sao thì nói chuyện với Lụa sẽ biết. Hôm nay lẽ ra mẹ đã gặp con, nhưng phải nhường cho em rể và con Lụa vào thăm. Mẹ nhớ con lắm, con biết không Thành Thiên? Trời ơi, cái gì khác vậy? Khác, khác, khác kìa. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Sao con bất cẩn vậy con? Mẹ, ừ. Mẹ có bị sao không mẹ? Mẹ không sao, mẹ không sao đâu. Ủa, con Lụa đâu mà con phải nấu đồ ăn sáng vậy? Dạ hôm nay nó vô thăm Thành Thiên với thằng Đại rồi. Bà gì nó mà bất cẩn như vậy hả?
Em xin lỗi, là em vô ý sao thôi. Sao bà lại la mẹ như vậy? Chỉ là sơ ý thôi mà. Anh hai cũng là con của ba. Bộ ba không thương anh hai sao mà ba lại nói như vậy? Bà phải hiểu cho mẹ chứ. Ba hiểu mẹ con nhiều lắm nên mới nói như vậy. Thôi con đi làm đi con, đừng có làm mọi chuyện rối rắm thêm nữa. Mẹ, không sao đâu mẹ. Mẹ ơi, không sao. Tất cả cũng chỉ vì cái thằng con Quang đó. Chừng nào thì nó mới thôi ám ảnh cuộc sống của mình. Cậu yên tâm, cậu không dặn, em cũng chăm sóc bà tận tình như người thân. Em rất là thương bà. Cảm ơn lụa nhiều lắm. Tôi biết không có tiền bạc nào có thể trả nổi được ân tình mà lụa đã dành cho gia đình tôi. Cậu ở trong này nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em hứa là sẽ chăm sóc cho bà chu đáo. Chờ ngày cậu về. Lụa, thời gian sắp hết rồi, tôi cần nói chuyện với anh hai nữa. Lụa ra ngoài chờ tôi nha. Dạ. Anh hai đừng lo, vợ chồng em lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ hết. Nhất định con phải để mắt tới mẹ giùm tôi. Với tôi, mẹ là tất cả. Em mới gì làm rể nhà mình, nhưng mà em cũng nhận ra được rất nhiều điều. Mẹ quả là một người rất đặc biệt. Anh có biết điều làm cho mẹ đau đớn nhất bây giờ là gì không? Là gì tôi? Ừ. Nhưng mà không phải theo cách anh nghĩ đâu. Là sao? Tôi không hiểu. Mẹ nghĩ anh đang bị quan. Và mẹ không tin anh giết người. Và cả em nữa, em cũng không tin. Anh hai, ở đây không có ai hết. Anh hãy nói thật cho em nghe đi. Có phải là anh bị quan không? Có phải anh đang gánh chịu giùm cho ai không? Cậu đừng hỏi nữa, tôi không trả lời được đâu. Có đánh chết em, em cũng không tin tưởng anh là kẻ giết người. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Người nào đã đẩy anh vào đây? Đương nhiên họ đã có sẵn âm mưu để hại anh từ trước rồi. Cậu biết gì mà nói vậy? Em chỉ đoán vậy thôi. Tại vì em nghĩ người đẩy anh vào đây phải có quyền lực rất lớn mới làm được chuyện này. Tại sao anh lại đi nhận tội tha cho người ta? Một cái án giết người, một thời tù tội, sẽ ám ảnh anh suốt cả một đời, anh biết không? Đã hết giờ thăm nuôi. Cậu đừng có thắc mắc nhiều, sẽ không tốt cho cậu đâu. Chuyện bây giờ tôi cần cậu giúp, đó là chăm sóc mẹ tôi và em gái của tôi thật là tốt. Anh yên tâm đi, em hứa với anh. Cảm ơn cậu. Anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhất định giữa hai người có sự quẩn khúc gì mà mình chưa tìm ra. Trước tiên phải lôi kéo Thành Thi về chiến tuyến của mình. Có được Kim Ngân và Thành Thi trong tay, lật đổ và trả thù ông ta là không phải khó. Tha cho tôi. Có quà tiếp. Sao có đồ vui quá. Lỗi nó vậy. Đứng lên. Tiếp lên. Đây là người nhà của em, xin các anh tha cho cô ấy. Người nhà vừa thăm nuôi xong, các anh cứ chia quà đi.
May cho mày đó con. Dạ dạ cảm ơn. Đi. Cậu ngồi xuống đi. Cậu bị tội gì mà vào đây vậy? Cậu ngồi đợi tôi chút nghe. Nhìn mày biết ngay dân đồng tính. Ẻo lả như mày cũng dám giết người hả? Tại sao bây giờ lại đến nông nỗi này? Ba người bạn thân. Giờ một người thì đã chết. Hai người còn lại là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Mạnh, hãy cho tôi biết ai là người đã hại chết Mạnh. Điều đó có phải là người mà chúng ta vẫn coi là bạn thân suốt bao nhiêu năm nay hay không? Và liệu có phải Thành Thiên chỉ là một con chốt thí, thí mạng cho ông ta hay không? Đưa phạm nhân lên trạm xá đi. Quỳ lên, đưa ta lên đầu. Đi, tao sẽ không tha cho mày. Đi, mày đã làm hại cuộc đời tao như thế này. Thiệt,
Thiên. Bà điên rồi hả? Cả ngày lẫn đêm cũng không để cho tôi được yên. Người hại con. Thiên ơi, con có sao không Thiên? Số cổ phiếu mà tôi đã ủy thác cho Duyên, Đại và Kim Ngân đứng tên mua ở ngân hàng BDV Bank tập hợp lại giá trị tầm khoảng 326 tỷ. Chúng ta sẽ nâng khống lên 650 tỷ. Đại sẽ lấy chức danh tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính Kim Ngân, ký hợp đồng bán 7.000 trái phiếu trị giá 1.000 tỷ với thời hạn là 10 năm, và tài sản đảm bảo cho hợp đồng này là 832.230 cổ phiếu của BDV Bank. Anh không thể làm như vậy được. Chuyện này mà bể ra thì tất cả chúng ta sẽ chết hết. Bà cứ làm theo ý tôi, hoàn tất hồ sơ rồi giao lên đây tôi ký. Mọi tính toán của tôi từ trước tới nay chưa bao giờ dở trận. Dạ, nếu như tiền chuyển bên em Ti Băng về thì con vẫn giữ trong tài khoản công ty, hay là con sẽ chuyển vô tài khoản của ba? Cứ để đó, khi nào mà ba nói chuyển thì con hãy chuyển. Chúng ta cũng cần vốn để Kim Ngân tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư và cho vay. Sau vụ này em sẽ được bao nhiêu? Cô ba, ăn trái cây uống nước ép nè. Không biết mẹ đi đâu mà đi lâu dữ vậy. Bà thăm cậu hai về, thế nào cũng ghé ngang chùa, chắc tới trưa mới về lận. Trời ơi, chắc tôi buồn chết mất. Chồng thì đi công tác xa, bà mẹ với ông nội thì cũng đi hết, còn mình tôi ở nhà buồn chết mất. Vậy thôi cô ba đi chơi đi, để em ở nhà coi chừng cô tiết cho. Không được, lụa còn bao nhiêu việc nữa. Bình thường có mẹ tôi ở nhà, tôi còn yên tâm gửi bé cho mẹ. Giờ tôi đi á, làm sao bỏ nó được. Vậy thôi, để em xuống nấu đồ ăn, để ông nội với bà về ăn nha. Ừ. Làm cái gì mà không bắt máy nữa? Anh nghe nè vợ yêu. Anh làm gì á mà em gọi gần chục cuộc anh mới bắt máy vậy? Anh đang bận họp mày, làm sao không nghe máy của em được. Anh mới vừa ra khỏi phòng họp nè. Ủa mà sao em nghe thấy có tiếng gió cứ ào ào trong điện thoại vậy? À, phòng họp của anh nằm ở trên tầng cao, với lại cũng gần biển mày. Giờ anh ghê thật, không có gì mà qua mắt được em hết. Chừng nào anh mới về em buồn muốn chết luôn á. Nếu mà chiều nay xong việc, anh sẽ tranh thủ về trong đêm. Nhưng mà chỉ sợ là xong việc, mẹ ông ở chi nhánh ngoài này đòi nhậu nhẹt ăn uống nữa, chưa có về được. Mẹ và ông vào thăm anh hai, ba thì cũng đi làm, và anh cũng đi à. Có mình em ở nhà. Thôi,
Ráng đi mà công chúa của anh. Khi nào về anh sẽ đền cho em nha. Anh đi công việc mà nhớ em và con muốn chết luôn đây. Chỉ mong cho xong á đi về ngay. Dạ anh nhớ về sớm nha. Anh biết rồi vợ yêu. Anh sẽ mua nhiều quà về cho em, chịu chưa? Vậy nha, bye bye. Yêu em. Bye bye chồng yêu. Anh cũng bị vợ kiểm tra gắt gao quá ha. Từ hôm qua tới giờ cứ gọi điện liên tục luôn hả? Cô ta có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào kiểm soát được anh. Cô ta là một người phụ nữ ngốc nghếch, chỉ biết cả tin vào thế giới ảo của mình. Giờ cô ta ngốc nghếch mà mình mới có thời gian du hí với nhau. Nếu còn đau hay là xin cán bộ về nghỉ đi. Dạ em không sao đâu. Đừng có cố, vết thương hôm trước chưa có lành hẳn đâu. Ê, làm gì đại ca ưu ái nó dữ vậy? Mày không biết tại sao hả? Vì nó giàu. Mày muốn chết hả mày? Tụi bay không biết đừng nói bậy. Đại ca mà biết là tụi bay chết á. Thì em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Cũng vì sự khác biệt đó mà đại ca ưu ái nó quá mà. Cô muốn tôi cho người xử thằng đó? Đừng anh. Chuyện em và cô ta có sự hiểu lầm thôi. Tôi hiểu rồi. Em có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút nha. Ừ, đi đi. Nhưng hãy coi chừng, đừng tin ai hết nha. Dạ. Tôi không muốn gây sự với cậu. Anh muốn gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Tôi chẳng có gì để nói với hạng người như anh. Cậu xòe bàn tay cho tôi coi. Cái thằng đó nó có cái gì mà đại ca quái nó dữ vậy? Cái thằng này nó là một đứa đặc biệt. Nhìn cho kỹ á, em cũng đâu thấy nó đặc biệt gì. Ngoài cái gia thế giàu có của nó, với con mắt của mày thì làm sao mà nhìn ra được. Nó chính là cái mỏ vàng của mình sau này đó. Em không hiểu. Mày không cần phải hiểu, cứ làm theo lệnh của tao là được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tụi bay phải lo chăm sóc và bảo vệ cho nó chu đáo cho tao. Cậu nhìn kỹ đi, bàn tay tôi và bàn tay của cậu có phải là bàn tay sinh ra để giết người không? Cậu nhìn kỹ đi, bàn tay tôi và bàn tay của cậu có phải là bàn tay sinh ra để giết người không? Cậu nhìn vào mắt tôi nè, cậu nhìn coi tôi có giống là kẻ giết người không? Cậu tin hay không là quyền của cậu. Tôi không giết chú Mạnh, một người mà tôi yêu quý như chú ruột của mình. Không có lý do gì mà tôi lại ra tay. Tiếp. Dạ.
Bữa nay tập như vậy là được rồi. Thôi đi ngủ đi. Anh đi ngủ trước đi. Cứ đi ngủ để lấy sức đi. Sáng mai còn đi làm nữa. Dạ. Mình phải tìm được ra sự thật. Mình là ai? Lụa. Dạ. Sao con ngủ ở đây vậy? Hả? Sao lại nằm dưới đất? Dạ. Tại con thấy phòng không có người ở thì lạnh lẽo lắm, nên thỉnh thoảng con qua đây ngủ để giữ phòng cho cậu hai. Con thương cậu hai đúng không? Dạ không, không, không có. Con không dám. Thôi được rồi. Mai mốt á, con qua đây ngủ thì cứ lên giường nằm, đừng có nằm ở dưới đất. Hơi đất nó lên là bệnh nó biết chưa? Dạ. Tôi đây. Anh đừng đánh động mọi người vậy. Tôi muốn xin lỗi anh. Sao cậu lại tin tôi? Tôi không biết nữa. Trước kia khi hay tin anh là người đã giết anh Mạnh, tôi đã bán tin bán nghi. Nhưng bây giờ khi tiếp xúc nhiều với anh, tôi biết mình đã sai. Cậu cố tình giết tôi là thương chú Mạnh hay thương chính bản thân của mình? Cả hai. Chú Mạnh là người rất quan trọng đối với cậu. Ừ. Anh không phải là thủ phạm thật sự. Vậy thì anh có thể cho tôi biết người đó là ai không? Anh không nói, tôi cũng biết là anh đang gánh tội cho ai. Cậu biết gì mà nói vậy? Tôi biết nhiều hơn anh tưởng. Chú Mạnh đã nói gì với cậu? Anh nói anh không phải là con ruột của ông Hải. Nhà sản xuất vừa gửi cho anh đề cương kịch bản phim điện ảnh. Em đọc đi, xem có thích vai nữ chính không? Dạ. Anh đã đọc chưa? Mà anh thấy sao? Anh không cần đọc, chỉ cần em thích là được. Anh sẵn sàng đầu tư tiền làm phim để em có được một vai chính. Dạ, vì kẹt xe quá cho nên tôi tới trễ chút. Anh ngồi đi. Dạ. Đây là anh Giang, giám đốc công ty truyền thông Mặt Trời Đỏ. Còn đây là Bạch Yến, người mẫu kim diễn viên. Dạ, em chào anh à. Em có nghe qua công ty của anh, nhưng mà chưa có dịp hợp tác. Cô Bạch Yến nổi tiếng mà, ai mà không biết. Lần này có sự đầu tư của anh Hải, hy vọng lần này anh em mình sẽ được hợp tác làm việc với nhau. Chỉ cần Bạch Yến thích vai chính, tôi sẽ lập tức đầu tư cho anh. Dạ. Cứ như vậy mà tiến hành. Vậy thì hay quá. Từ lúc nghe anh Hải đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, với điều kiện là cô Bạch Yến đóng vai chính, anh đã về tập hợp đội ngũ biên kịch giỏi nhất của công ty anh. Donny đóng vai cho em một vai rất là hay. Dạ. Thì em cũng mới nhận kịch bản từ anh Hải thôi à. Em cũng chỉ mới xem qua thôi. Anh đảm bảo 100% là em sẽ thích.
chỉ có em mới phù hợp với cái vai diễn này. À, nếu như anh ok á, thì anh dự định sẽ đầu tư bao nhiêu phần trăm cho dự án này? 100%. Wow. Cậu cải tạo tốt nên được cho ra trước thời hạn 3 tháng. Chúc mừng cậu được tự do. Cảm ơn cán bộ nhiều lắm. Cậu có báo cho người nhà tới đón không? Dạ không. Em muốn dành sự bất ngờ cho mọi người. Tôi tin cậu là một người tốt. Bản chất cậu rất hiền lành. Tu tội làm cho con người ta trưởng thành hơn. Thời gian qua em đã học được rất nhiều thứ. Cậu về nghe. Chúc cậu làm lại cuộc đời, sống vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bộ rất nhiều. Cảm ơn anh. Thật sự là nhà của mình không? Hay là cái địa ngục trần gian mà mình đang nương náu ở trong này? Tình đã tan vỡ khi tiếng yêu, tiếng thương chẳng còn. Đời đã tan phai khi chúng ta vẫn còn dối lừa, sống không trong niềm hạnh phúc, rất dở thêm nhiều người oán, chỉ lo toàn tìm lời. Cậu sống với chú Mạnh, chắc cậu biết rất nhiều chuyện về những người thân xung quanh chú, giống như là gia đình nhà tôi vậy. Chú đã từng nói gì với cậu? Thật ra anh Mạnh là người rất kín đáo, rất ít khi nói về chuyện riêng tư của anh ấy. Chỉ có những việc nào anh ấy bức xúc lắm anh ấy mới nói ra. Có lần cậu dám nói với tôi là tôi không phải là con ruột của ba tôi. Vậy cậu có biết ba ruột của tôi là ai không? Lần đó anh Mạnh về nhà trong tình trạng rất say và tâm trạng có vẻ hơi bị sốc. Khi biết chuyện này, anh ấy nói với tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Đó là chuyện anh không phải là con ruột của ông Hải. Nhưng anh ấy không nói cho tôi nghe ba ruột của anh là ai. Thật ra tôi cũng đã phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ trong mối quan hệ cha con của tôi. Ngay cả màu da và mái tóc của tôi cũng đã nói lên điều đó. Đừng nói chi cách cư xử kỳ quặc cô ấy dành cho tôi. Vậy là anh đã nghi ngờ? Tôi đã nghi ngờ điều này ngay từ khi còn là một đứa bé. Cha tôi cư xử rất khác biệt với hai đứa con của ông. Em gái tôi được cha cưng như trứng, còn tôi thì bị ông hất hủi và không nương tay đòn roi. Mỗi khi tôi phạm phải một lỗi nhỏ thôi. Đôi khi cha mẹ cư xử với con cái không công bằng. Có thể thương đứa này nhiều hơn đứa kia một chút, nhưng đi quá xa đến độ cách biệt thì cần phải xem lại. Tôi đã từng nghi ngờ, nhưng cho đến bây giờ, khi sâu chuỗi lại toàn bộ những gì đã xảy ra với tôi, thì tôi dám khẳng định một điều: giữa tôi và người mà tôi gọi là cha có một vấn đề rất là lớn. Trong mắt ông ấy, tôi chỉ là một cái gai. Vậy anh có từng hỏi qua mẹ của anh chuyện này không? Có, nhưng mà bà ấy lảng tránh. Bây giờ thì tôi muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Tôi là ai? Tại sao tôi lại có mặt trên đời này? Thật ra cha ruột của tôi là ai? Tôi nhớ không lầm, anh Mạnh có cho tôi biết người nhậu chung với anh Mạnh hôm đó là bà Duyên. Tôi nghĩ ít nhiều bà ấy cũng biết về bí mật của cậu.
Giờ này có ai tới vậy trời? Ai vậy? Tôi là Thành Thiên đây. Cô mở cửa cho tôi vào được không? Thành Thiên, sao lại là cậu? Cậu về hồi nào? Sao lại đến đây vào giờ này? Tôi vừa ra trại chiều nay, chưa muốn về nhà. Cô có thể cho tôi vô nhà nói chuyện một chút được không? Cậu vô đi. Cậu ngồi đi. Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này. Ra trại sao cậu không về nhà? Mà có ai biết là cậu ra trại không? Tôi được ra sớm hơn thời hạn, cho nên mọi người không ai biết hết. Tôi không muốn về nhà khi chưa làm rõ được một việc quan trọng. Cậu nghĩ là tôi là người có thể nói cho cậu biết điều quan trọng đó? Tôi nghĩ cô là một trong những người đang nắm giữ bí mật cuộc đời của tôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi kết nối rất nhiều nguồn thông tin và biết chắc rằng tôi không đến sai địa chỉ. Vậy cậu muốn tôi nói cho cậu biết điều gì? Tôi muốn biết cha ruột của mình lại. Con chào ông. Ông, con pha trà lá cho ông rồi đó. Ông tập xong con lấy cho ông để uống đó nha. Ừ. Ủa, sao mới sáng sớm mẹ con Ngân ra ngồi để làm gì vậy? Cả đêm qua bà có ngủ đâu. Bà ngồi suốt ở ngoài phòng khách đó. Con đi ra đi vô, đi ra đi vô. Khuyên bà đi ngủ, bà đâu có nghe. Sáng ra bà ra ngoài đó bà ngồi luôn rồi. Đúng. Sao con dậy sớm vậy? Bộ đêm qua con thức trắng đêm nữa hả con? Dạ, bà dậy rồi hả? Đêm qua chồng con lại không về nhà hả? Con không sao đâu ba, con quen rồi. Không vì chồng thì cũng vì con. Sao mà con khổ quá vậy? Nghĩ thoáng một chút cho nó dễ thở đi. Sanh nó ra, nuôi nó khôn lớn, giờ con đâu thể bao bọc nó suốt cả đời được. Con lo con nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu con. Con cũng biết là như vậy, nhưng mà không lo, không nghĩ đâu có được ba. Lòng dạ người mẹ nào lại yên khi con cái mình gặp hoạn nạn đâu. Cũng còn không bao lâu nữa đâu con, thằng Thiên nó sẽ về mà. Ba chỉ sợ con cứ như vậy, nó về nhìn thấy nó lại đau lòng hơn đó. Bọn anh lạ lắm sao mà nhìn anh dữ vậy? Anh nói đúng, giờ anh lạ lắm. Lạ đến nỗi em không nhận ra người đang nằm bên cạnh là chồng của em. Em nói như vậy á, không sợ chồng giận sao? Sao tự nhiên coi anh như người xa lạ vậy? Câu này anh tự hỏi bản thân mình đi. Một ngày có 24 giờ,
em gặp mặt anh được mấy giờ đồng hồ. Không xa lạ thì gần gũi ở chỗ nào? Thì anh cũng chỉ vì công việc thôi. Em cũng biết rồi, anh bây giờ là cánh tay đắc lực của ba. Anh hai thì đang ở trỏng rồi. Anh cũng muốn về sớm với em, nhưng mà... Anh đừng có đem công việc ra đây để ngụy biện với em. Ngày nào anh cũng về khuya lơ khuya lắc hả? Người thì sực nước mùi nước hoa của phụ nữ. Anh tưởng em không biết sao? Em cũng biết rồi đó. Anh phải đi ngoại giao, vô chỗ có tiếp viên phục vụ thì ả mùi nước hoa của tụi nó cũng là chuyện bình thường thôi. Em đừng có lo, trong mắt anh không ai bằng em hết. Anh có làm gì cũng nhớ, cũng yêu một mình công chúa của anh thôi. Anh mà dám làm gì sai với em á, em mà biết được là anh chết với em đó nha. Anh thề, chỉ yêu một mình em thôi. Anh mà làm gì có lỗi hả, là cho máy bay cán chết anh luôn đi. Thôi. Thôi được rồi, em gọi con dậy đi. Anh với em sẽ đưa con tới trường, rồi anh sẽ đưa em đi ăn sáng, uống cà phê nha. Hôm nay anh sẽ đi làm trễ một chút xíu, không sao hết. Anh định bù cho em á hả? Thì cứ coi như là như vậy đi. Có thời gian anh sẽ đưa em đi du lịch. Em không muốn đi đâu hết. Cứ chờ anh hai về rồi tính sao. Em cứ đếm từng ngày để chờ anh về. Anh hai có biết không anh hai? Cậu ngồi đi. Dạ, anh chị dùng gì vậy? Mời chị. Thôi để tôi gọi giúp cậu. Cho hai bò bít tết, khoai tây chiên và hai ly cà phê đá. Dạ. Quán này đồ ăn sáng rất là ngon. Cậu mới ra cũng nên thưởng thức một chút không khí tự do thoải mái ở đây. Chừng nào cô mới quyết định nói cho tôi biết sự thật? Cậu cứ từ từ, đừng có vội. Tôi muốn cậu thư giãn một chút. Sao cô lại bắt tôi phải chờ đợi? Nếu như sau khi cậu biết sự thật rồi, cậu sẽ làm gì? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng bí mật đó, nó như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi bao lâu nay. Tôi chỉ muốn tự tay gỡ nó xuống thôi. Dạ mà anh. Mời chị. Hoàng Hải, ông đã phản bội tôi. Giờ là lúc ông phải trả giá. Mượn dao giết người là cái cách mà tôi sẽ dùng với ông. Tôi nghĩ, hay là cậu cứ bỏ qua tất cả, cứ sống tiếp những ngày tháng tiếp theo như cậu đã từng sống trước đây. Không, tôi không thể nào sống như trước đây được. Mọi thứ đưa cho tôi đều rất mơ hồ. Tôi thấy mình như đang sống trong một thế giới ảo. Cho dù sự thật có tàn nhẫn với tôi tới đâu, tôi cũng muốn khám phá nó. Vậy có lẽ cậu không biết thì tốt hơn. Tôi xin cô, đừng đánh đố tôi nữa. Bây giờ cô hãy cho tôi biết ngắn gọn thôi. Chỉ bằng một cái lắc đầu hay gật đầu cũng được. Cô hãy nói cho tôi biết, ông Hải có phải là cha ruột của tôi hay không? Dạ, trưa nay tổng giám đốc có cuộc hẹn ăn trưa với ông chủ tập đoàn siêu thị Nam Long. Còn 2 giờ á thì tổng giám đốc sẽ có cuộc họp với công ty Kim Ngân,
Buổi tối á, thì dự tiệc chiêu đãi với ngân hàng STC. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài gọi cô Duyên vô đây. À, dạ. Dạ, buổi sáng nay á, cô Duyên có gọi điện là xin báo nghỉ. Cô ấy nói là không được khỏe. Người mà tôi gọi ba hiện nay có phải là bá ruột của tôi hay không? Ông ấy không phải là cha ruột của tôi. Vậy cô có biết cha ruột của tôi là ai không? Ừ. Cô có thể cho tôi biết ông ấy là ai và hiện nay đang ở đâu không? Hôm nay cậu biết như vậy là đủ rồi. Và từ từ tôi sẽ cho cậu biết thêm. Dạ xin mời. Tôi biết là cậu đang rất là sốc vì biết ra sự thật mà mọi người đã che giấu suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng mà cậu phải nhớ một điều là cậu phải làm gì sau khi biết được sự thật là mình là ai. Tại sao cô cho tôi biết sự thật này? Sau chuyện này cô còn muốn điều gì nữa? Trong bây giờ cậu cứng cáp lên rất là nhiều. Có lẽ tù tội đã làm cho cậu trưởng thành hơn. Hồi trước đây thì tôi thấy cậu có vẻ hiền lành và có chút gì đó nhu nhược. Nếu mình không tự thay đổi thì thế giới này nó sẽ tự thay đổi mình. Nếu như cậu muốn biết sự thật thì tôi sẽ mở cờ ra chơi với cậu. Cậu thừa biết mối quan hệ giữa tôi với người mà cậu gọi là cha đúng không? Và có lúc tôi đã hận cô rất nhiều. Cứ nghĩ là vì cô mà mẹ tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cậu nghĩ là tôi là người đã gây ra bất hòa giữa cha mẹ cậu. Tôi thừa nhận một điều là tôi đã làm cho mẹ cậu tổn thương. Nhưng tôi không phải là người đã gây ra mối bất hòa đó. Hai người đó có một mối mâu thuẫn rất lớn, rất sâu và diễn ra từ rất lâu rồi. Nguyên nhân chính là từ cậu. Tôi đã vì người đàn ông đó mà đánh mất đi rất nhiều thứ. Tuổi xuân, bạn bè và cả cái hạnh phúc bình thường của một người phụ nữ. Đó là được làm vợ, làm mẹ như bao người khác. Bây giờ thì cô được gì khi cố đoạt những thứ vốn chỉ không phải là của mình? Một con số không tròn trĩnh. Bây giờ tôi thật sự bị thất sủng. Và trong mắt ông ta tôi không là cái gì hết. Bây giờ dây quanh ông ta là đủ các cô gái trẻ đẹp chân dài hơn tôi rất nhiều. Và bây giờ anh ta cũng đã lớn mạnh hơn, cho nên không cần sự giúp đỡ của tôi trong công việc nữa. Nếu thật sự có một cuộc chiến xảy ra thì cô sẽ đứng về phía nào? Tôi đứng về phía cậu. Không còn nhận ra tôi nữa hả? Trời ơi, cậu hai! Là cậu hai phải không? Bộ tôi lạ lắm hả? Bây giờ có cho tôi vô nhà không? Ba ơi, cậu hai về nè! Ba!
mẹ. Cô ba. Làm gì? Làm gì mà la lối ôm sờm vậy lụa? Con hay về rồi. Hả? Mẹ. Anh hai vậy sao không nói em ra đón? Ba nghe nè con gái cưng. Ba ơi, có chuyện gì vậy Kim Ngân? Sao con lại khóc? Từ từ, bình tĩnh nói ba nghe. Ba ơi, con mừng quá à. Anh hai về rồi ba. Ba, sao ba không nói gì hết vậy? Ủa, ba không vui khi anh hai về nhà hả? À không, ba mừng chứ. Nhưng còn báo tin bất ngờ quá nên ba hơi ngạc nhiên. Mà nghe nói còn 3 tháng nữa anh hai con mới được về nhà mà. Thì cả nhà đều tưởng vậy, ai cũng bất ngờ hết ba. Mẹ con đã cướp điện khi thấy anh hai xuất hiện đó ba. Anh hai cải tạo tốt, nên được về sớm hơn thời hạn đó ba. Ừ, vậy là tốt rồi. Ba có thể về liền được không? Ờ, chắc tối ba về con. Bây giờ ba có một cuộc hẹn quan trọng. Ba, hình như ba không thương anh hai hả? Sao con lại nói vậy? Nhưng công việc quan trọng hơn. Chiều nay ba sẽ đặt nhà hàng, cả nhà mình sẽ đi ăn mừng, được không con? Vậy thì con tạm tha cho ba nha. Thôi, con lên phòng với mẹ đây. Mẹ mừng quá nên mẹ ngất xỉu rồi. Anh hai đang chăm sóc mẹ ở trong phòng á. Thôi, bye bye ba nha. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Con về rồi, con sẽ không xa mẹ nữa đâu. Mẹ có nằm mơ không? Con đừng buông tay mẹ ra nha. Lỡ mẹ tỉnh dậy không thấy con thì sao? Mẹ không có mơ nữa, là con thật mà. Bà ráng uống miếng nước cam cho khỏe người. Còn hai về rồi, bà phải vui lên chứ. Bà đừng có khóc nữa nha. Trong mắt của bà chỉ có thằng con Quang đó. Từ khi nó ra đời, nó đã chiếm vị trí của tôi trong trái tim bà. Hôm nay là ngày vui đoàn tụ của cả nhà mình. Ông nội là người lớn nhất, nên ông nội có vài lời muốn nói với các con. Đầu tiên là mừng thành thiên nó đã về nhà. Trong đời ai mà không gặp đại nạn, quan trọng là nó đã qua, và con cần phải tìm lại mình trong cuộc sống thường ngày. Những ngày tháng qua, cả nhà mình phải sống trong sự chờ đợi bất an. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nội muốn từ đây trở đi, các con phải biết trân trọng, yêu thương nhau nhiều hơn. Tình thâm mới là quan trọng, không phải là tiền. Thôi, cả nhà nâng ly, chúc mừng thành thiên trở về đi. Trước khi uống chúc mừng con, xin cho con được nói vài lời với cả nhà. Con biết trong thời gian qua con đã làm phiền tới mọi người rất nhiều, là tại con không tốt. Con xin lỗi ông nội, con xin lỗi ba mẹ, con sẽ làm lại từ đầu. Xin mọi người hãy cho con một cơ hội, và con rất cần ba. Ba hãy nâng đỡ cho con bước tiếp như ba đã từng làm trước đây. Con đừng có lo, cứ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức. Mọi việc cứ để cho ba sắp xếp. Ba đã dành một vị trí xứng đáng cho con quay về. Vậy là tốt quá rồi. Bà đã hứa thì anh hai đừng có lo gì hết nha. Cứ sống thoải mái đi anh.
em sẽ lên lịch đưa mẹ và anh đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa nha. Dạ con mời ông nội. Ờ dạ mời đi. Mời. Em mời anh. Hôm nay nhà mình không say không về nha. Đã lâu lắm rồi em không được vui như ngày hôm nay á. Mẹ cũng phải chúc mừng cho con chứ. Trời ơi, lâu lắm rồi con mới thấy mẹ cười á. Mẹ đã quên cười từ khi anh hai vô trong đó đó. Thôi ăn đi các con, đồ ăn nguội hết rồi, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Dạ con mời đồ. Dạ mời ba. Mẹ cũng ăn đi. Mẹ vì con mà ốm đi nhiều lắm rồi đó. Ông nội với ba có sắp xếp đi du lịch với con được không? Để con còn lên kế hoạch. Con sẽ đi mua tour nước ngoài. Mẹ và anh hai cần phải nghỉ ngơi thư giãn một thời gian. Hình như là em quên mất anh rồi đó. Em nói vậy thôi, chứ em biết á là ba và anh không đi được đâu. Công việc cũng nhiều mà. Để em đại diện đưa mẹ và anh hai đi là được rồi. Ừ. Nội cũng đi nữa nha nội. Thôi các con cứ đi đi. Ông nội sắp phải ra Huế vài tháng. Nhà từ đường ở ngoài ấy sắp phải sửa lại. Bà mất rồi, ông phải là người đại diện. Bà cứ gửi tiền ra cho người ta làm là được, đâu cần bà phải ra ngoài đó. Không được. Sanh thời mẹ con là người rất chu đáo trong việc cúng kiến thờ phượng. Nếu biết bà không chăm nom những việc quan trọng như vậy thì mẹ con sẽ giận bà đó. Công nhận á, ông nội thương bà nội thiệt nha. Bà nội mất lâu rồi mà ông nói chuyện cứ y như là bà nội còn ở bên cạnh ông á. Con hy vọng ba mẹ cũng giống như ông bà nội. Sau này á, ba có thời gian thì phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nha ba. Tôi đến thăm ông đây. Tôi đến để nói cho ông một chuyện rất quan trọng. Trước đây thì tôi chưa biết tôi sẽ theo phía nào, nhưng bây giờ thì tôi đã quyết định. Tôi sẽ trả thù cho ông và trả thù cho tuổi xuân của tôi đã trôi qua một cách vô ích vì một người đàn ông không ra cái gì hết. Tôi đang nắm một con cờ rất quan trọng ở trong tay. Cuộc chiến đã bắt đầu và tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá. Anh hai, suy nghĩ lại đi, vẫn còn kịp mà. Em chỉ cần gọi điện đặt vé máy bay là xong rồi nha anh hai. Thôi, hai vợ chồng em cứ đi chơi thoải mái đi. Anh bây giờ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, chứ không muốn đi đâu. Đi mà không có mẹ, không có anh hai á, buồn chết à. Em năn nỉ anh hai á, nha. Anh hai biết không, từ lúc mà anh hai vô trong đó em xin lỗi anh hai. Không sao đâu, anh cũng cần có thời gian để đối diện sự thật này mà. Đã lâu lắm rồi giờ em không được đi du lịch. Tưởng đâu lần này có anh hai đi chung á thì vui biết mấy. Hai vợ chồng con á cứ đi chơi vui vẻ đi, đừng có ép anh con làm cái gì. Để cho Thành Thiên nó thoải mái làm những việc nó thích. Dạ con cảm ơn ba. Thôi hai đứa đi đi con. Hai đứa cho mẹ xin lỗi nha. Sức khỏe của mẹ không tốt cho nên không đi chung với hai đứa được. Chỉ là lời ngụy biện của bà. Bà vì thằng con trai mà coi đứa con gái của tôi không ra gì. Thôi con xin phép con đi. Ba mẹ với anh hai ở nhà giữ sức khỏe nha. Về con sẽ mua quà cho cả nhà. Cô Tuyết nè, thưa ông ngoại với bà ngoại với con hai đi chơi đi con. Dạ thưa ông ngoại. Thưa bà ngoại. Thưa cậu hai. Qua đây với cậu hai. À, con đi chơi vui nghe. Dạ. Khi nào về cái cậu dẫn con đi mua đồ chơi. Dạ. Thưa ba thưa mẹ con đi. Thưa ba thưa mẹ con đi. Hai đứa cứ đi chơi cho vui vẻ thoải mái, đừng có lo chuyện gì ở nhà. Dạ. Ba con đi nha. Mẹ.
Mẹ nhớ giữ sức khỏe nha. Ừ. Hai đứa đi vui vẻ. Anh hai, anh ở nhà chơi với mẹ nha. Khi nào em về, hai anh em mình còn nhiều chuyện để nói đó. Đừng có lo cho anh, đi chơi vui vẻ đi. Dạ. Em đi nha anh hai. Con đi nha mẹ. Alo. Linh hả con? Dạ, con chào ba. Ba là tới Quế rồi. Về Hương Thủy mấy ngày nay. Giờ ba chuẩn bị tu sửa từ đường cho bên nhà mẹ con á. Mấy đứa ở nhà khỏe hết hả? Dạ, tụi con ở nhà cũng khỏe hết. Hai vợ chồng Kim Ngân mới vừa sáng nay làm ra sân bay để đi Hồng Kông đó ba. Thằng Thiên có đi không con? Dạ, nó không chịu đi ba. Ủa sao vậy? Sao nó không đi chơi cho khuây khỏa? Cậu hai, ông cho gọi cậu vô phòng á. Ừ. Alo. Alo. Con nghe ba nói gì không Linh? Dạ ba nói đi, con nghe nè ba. Điệp à, má nghe nói cậu Thiên đã ra tù, nhưng sao vẫn chưa thấy qua thắp nhang cho con. Má không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với linh cảm, má biết cậu ta là người tốt. Thành Thiên không thể nào là kẻ giết người được. Bà thấy con thay đổi rất nhiều. Dạ, những ngày tháng ở trong đó, con cũng học được rất nhiều điều quan trọng. Bà biết là con đã chịu nhiều oan ức vì ba, nên bà đã có kế hoạch đền bù cho con xứng đáng. Dạ, bổn phận làm con, trả hiếu cho cha mẹ là chuyện con nên làm mà. Con cũng đâu nỡ nhìn ba vào trong đó. Con còn trẻ, còn sức chịu đựng, nhưng đối với ba thì... Ba cũng không muốn đổ tội cho con, nhưng tình thế bắt buộc, ba không thể nào vào trong đó. Ba ở ngoài là để bảo vệ sự nghiệp của gia đình mình. Nếu lúc đó ba nhận tội, thì không biết 3 năm sau em Tri Ben có còn đứng vững như ngày hôm nay không? Mọi chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa. Con không hối hận khi đã thay ba ngồi tù đâu. Con cứ nghỉ ngơi một thời gian. Ba đã bố trí cho con một chức giám đốc ở một công ty con ba vừa thành lập. Dạ, con cảm ơn ba. Con biết là ba sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Nhưng mà ba cho con nghỉ ngơi một thời gian rồi con sẽ bắt tay vào công việc nha ba. Ừ. Con xin phép ba, con ra ngoài. Ba sẽ cho người mở lại tài khoản, chuyển tiền để con chi tiêu. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ. Anh à, sao anh lại đưa em về nhà? Hay là mình ra khách sạn cũng được? Trước sau gì, anh cũng chính thức cho em bước vào căn nhà này. Làm quen dần là vừa. Mọi chuyện cứ để cho anh sắp xếp. Dạ. Trời trời, cái vụ gì nữa vậy trời? Anh ăn gì chưa? Để em đi dọn cơm. Không, tôi đã ăn rồi, bà không cần phải dọn cơm.
Em cần nói chuyện với anh. Em vào đi, anh sẽ quay lại ngay. Dạ.